Oh, yeah. Xin ngừng 5 phút tại nhà ga Tân Cảng và từ đó chúng ta của thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Đoàn tàu của chúng ta sẽ dừng lại ở tham quan ghế ngang của nhà ga Ba Son. Sẽ được mở ga dừng sau công viên Văn Thành sẽ là ga Tân Cảng. Again now, return. Yeah, and then I'll give you a call. Thank you. Quý vị báo đài, chúng ta receiving over. We are ready now. We will proceed from Tân Cảng to Suzhou. Doors closing. Doors. Closing. No. Doors closing. Doors closing. Yeah, vui lòng chú ý các cửa. Train is about to depart. Đây là theo là Thảo Điền. Sao anh? Dạ bộ nhấn nút là điều khiển à.
The train is bound for shooting terminal. Đoàn tàu sắp dừng lại tại ga Thảo Điền. Các ga dừng sau Thảo Điền sẽ là ga An Phú. We will soon be stopping at Thảo Điền. The doors on the right side will open. The stop after Thảo Điền will be An Phú. Dừng sau An Phú sẽ là ga Rạch Chiếc. Là một trong 11 nhà ga trên cao của gói tàu số 2 của dự án. Ga Rạch Chiếc có chiều dài 137,5 m. Bên phải sẽ được mở ga đường sau, sẽ là ga khu công nghệ cao.